Ai trong mỗi chúng ta cũng đã từng nghe qua hoặc đọc được một vài câu trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du để có thể viết được thiên tuyệt bút được đời đời người Việt ca ngợi, cũng như những ai tìm hiểu về văn hóa Việt tôn sùng, Nguyễn Du đã phải trải qua một cuộc đời trôi nổi khi vô tình bị cuốn vào vòng xoáy lịch sử biến động nửa cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Để rồi sau những bãi bể nương dâu, thơ văn của ông bừng sáng giữa đêm đông suy tàn của chế độ phong kiến và đời đời tỏa sáng bởi tinh thần nhân đạo và triết lý nhân văn cao đẹp. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đại thi hào Nguyễn Du và đại kiệt tác thấu cảm thân phận của con người thời phong kiến. Con nhà quan nhưng tuổi thơ bất hạnh. Theo một bản gia phả dòng họ Nguyễn, Nguyễn Du sinh ngày 23 tháng 11 năm Ất Dậu, tức ngày 3 tháng 1 năm 1766, tại Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông tên tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên, biệt hiệu Hồng Sơn Lạp Hộ, Nam Hải Điếu Đồ. Cha là Nguyễn Nghiễm, biệt hiệu Hồng Ngự Cư Sĩ, đậu nhị giáp tiến sĩ, làm quan đến chức Đại Tư Đồ, tức Tể Tướng, tước Xuân Quận Công. Mẹ là Trần Thị Tần, con gái một người làm chức Câu Kế. Bà Tần là vợ thứ ba của Nguyễn Nghiễm và kém chồng 32 tuổi. Tổ tiên của Nguyễn Du có nguồn gốc từ làng Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam, nay thuộc Hà Nội. Sau di cư vào Hà Tĩnh, có truyền thống khoa trường nổi danh ở làng Tiên Điền về thời Lê Trung Hưng. Trước ông, 6-7 thế hệ đã từng đỗ đạt làm quan, bởi thế dân gian thời đó khi nhắc về họ Nguyễn Tiên Điền đã có câu: bao giờ ngàn tống hết cây, sông Rum hết nước, họ này hết quan. Sinh ra trong một gia đình đã có truyền thống làm quan, lại cộng thêm vào năm Đinh Hợi, tức năm 1767, khi Nguyễn Du mới 1 tuổi, cha ông được phong chức Thái tử Thái Bảo, hàm tòng nhất phẩm, tước Xuân Quận Công, nên Nguyễn Du đã được sống trong giàu sang phú quý. Năm Giáp Ngọ 1774, Nguyễn Nghiễm xung chức Tể Tướng, cùng Hoàng Ngũ Phúc đi đánh chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Từ thời gian này, đau thương dồn dập kéo đến với cuộc đời Nguyễn Du. Năm Ất Mùi 1775, anh trai Nguyễn Trụ chết trẻ. Năm Bính Thân 1776, thân phụ Nguyễn Nghiễm mất. Năm Mậu Tuất 1778, thân mẫu Trần Thị Tần cũng tạ thế. Thế là mới 11 tuổi, Nguyễn Du mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cũng trong năm này, do anh thứ hai là Nguyễn Điều được bổ làm trấn thủ Hưng Hóa, nên ông phải ở với người anh cả cùng cha khác mẹ là Nguyễn Khản. Năm Canh Tý 1780, Nguyễn Khản khi đang làm trấn thủ Sơn Tây thì bị khép tội mưu loạn trong vụ án tranh giành ngôi chúa Trịnh, bị bãi chức và bị giam ở nhà Châu Quận Công. Lúc này, Nguyễn Du được một người thân của cha là Đoàn Nguyễn Tuấn đón về Sơn Nam Hạ, nay thuộc các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, nuôi ăn học. 10 năm nổi trôi cùng thời cuộc. Nguyễn Du trưởng thành khi xứ Đàng Trong đang hóa thành một chảo lửa của những cuộc tranh chấp quyền lực chính trị. Vua Lê giờ chỉ còn là một cái bóng vật vờ sau lớp ở Thăng Long. Chúa Trịnh mới thực sự là người có quyền lực lúc này. Hết chinh biến năm Canh Tý, đến tháng 9 năm Nhâm Dần, tức năm 1782, Trịnh Sâm mất, Trịnh Cán lên ngôi khi mới 6 tuổi. Do lúc này chúa còn bé nên quyền lực hiển nhiên rơi hết vào tay Tuyên Phi Đặng Thị Huệ. Một tháng sau, binh biến nổi lên, Trịnh Tông lên ngôi chúa, Trịnh Cán bị phế. Khi đó Nguyễn Khản được làm Thượng Thư Bộ Lại kiêm trấn thủ Hưng Hóa, Thái Nguyên, tước Toàn Quận Công, Nguyễn Điều làm trấn thủ Sơn Tây. Năm Quý Mão 1783, Nguyễn Du thi hương ở trường Sơn Nam, đậu tam trường, sinh đồ lúc 18 tuổi. Ông giữ chức chánh thủ hiệu, quân hùng hậu hiệu, chỉ huy đội quân hùng mạnh nhất Thái Nguyên cùng Nguyễn Đăng Tiến, làm quyền trấn thủ Thái Nguyên thay mặt Nguyễn Khản. Ở Sơn Tây năm 1783, Nguyễn Khản bí mật dâng tờ khải lên chúa, xin mộ nghĩa sĩ tứ trấn để giết kiêu binh và được chúa cho phép. Tuy nhiên, việc bị bại lộ quá sớm khiến cho kiêu binh kịp lên kế hoạch đề phòng. Cuộc khởi binh nhanh chóng thất bại. Dinh thự gia đình ở phường Bích Câu, Thăng Long bị kiêu binh phá sạch. Nguyễn Khản phải trốn lên ở với Nguyễn Điều, đang là trấn thủ Sơn Tây. Đến năm 1786, Nguyễn Khản bị mắc bệnh rồi chết ở Thăng Long. Tháng 5 năm đó, quân Sơn Tây dưới danh nghĩa Phù Lê Diệt Trịnh kéo quân ra Bắc. Ngày 6 tháng 6 năm Bính Ngọ, tức ngày 1 tháng 7 năm 1786, quân của Nguyễn Hữu Trình đến Vị Hoàng, tức Nam Định. Nguyễn Huệ đến hợp quân với Trình rồi cùng tiến ra Thăng Long. Quân Tây Sơn đi đến đâu, quân Trịnh tan tác đến đó. Nạn kiêu binh kể như chấm dứt cùng sự sụp đổ của họ Trịnh.
Năm 1787, Nguyễn Du thua trận trước quân Tây Sơn tại Thái Nguyên. Từ đó ông bỏ đi, không nhà không cửa. Đến Vân Nam, Trung Quốc, Nguyễn Du bị bệnh 3 tháng. Hết bệnh, ông chọn con đường tu hành lấy tên Chí Hiên, đi chu du từ Liễu Châu, Quảng Tây đến Hán Dương, Trường An và sau đó xuống Hàng Châu. Tại Hàng Châu, Nguyễn Du ngụ ở chùa Hổ Pháo. Nơi đây ông có được quyển Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân và quyết chí diễn ca thơ nôm. Năm 1790, Đoàn Nguyễn Tuấn cùng Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn được cử vào sứ bộ của vua Quang Trung sang Trung Quốc triều kiến vua Cản Long. Nguyễn Du trở về Hoàng Châu thì gặp Đoàn Nguyễn Tuấn trong sứ đoàn Tây Sơn trên đường đi Nhiệt Hà. Gặp nhau nơi lữ quán, hai người bàn luận sôi nổi về văn chương. Nguyễn Du về trước và hẹn gặp nhau lại tại quê hương. Cuối năm 1790, ông trở về Thăng Long. Tháng 10 năm Tân Hợi 1791, anh thứ tư cùng cha khác mẹ với Nguyễn Du là Nguyễn Quýnh do chống Tây Sơn nên bị bắt và bị giết. Dinh cơ từ đường họ Nguyễn ở Tiên Điền, Hà Tĩnh bị tướng Sơn Tây Lê Văn Dụ đốt cháy, phá hủy. Cuối năm Quý Sửu 1793, Nguyễn Du vào kinh đô Phú Xuân, được anh Nguyễn Đề giao việc về Hồng Lĩnh xây dựng lại từ đường và làng Tiên Điền. Năm Bính Thìn 1796, Nguyễn Du trốn vào gia định theo chúa Nguyễn Ánh, nhưng bị quận công Nguyễn Thận bắt giam 3 tháng ở Nghệ An. Sau khi được tha, ông về sống ở Tiên Điền. Năm 1797, Nguyễn Đề thu xếp cùng Đoàn Nguyễn Tuấn cưới cô em út Đoàn Nguyễn Thị Huệ cho Nguyễn Du. Đoàn Nguyễn Tuấn giao cho Nguyễn Du gia trang tại Quỳnh Hải, nay thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Cuộc đời 10 năm gió bụi của ông chấm dứt từ đây. Qua đời vì dịch bệnh. Mùa thu năm Nhâm Tuất năm 1802, vua Gia Long diệt nhà Tây Sơn. Nguyễn Đề trốn lại Phú Xuân, được Gia Long tha chết gọi ra. Năm Quý Hợi 1803, khi Gia Long ra Bắc, Nguyễn Du từ Quỳnh Hải đem quân lương đi đón vua, được phong tri huyện Phù Dung, phủ Khoái Châu, trấn Sơn Nam, nay là huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Sự kiện này giống như phi tử đời chiến quốc dâng ngựa cho vua Châu Hiến Vương mà được chức Phụ Dung nên Nguyễn Du có danh hiệu là phi tử. Nhờ thông thạo ngôn ngữ Trung Quốc nên chỉ mấy tháng sau, ông được thăng tri phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam Thượng, nay thuộc Hà Nội, được đặc cách lên ải Nam Quan, tiếp sứ nhà Thanh sang phong sắc cho Gia Long. Năm Ất Sửu 1805, Nguyễn Du được thăng đông các đại học sĩ, hạp ngũ phẩm, tước Du Đức Hầu và vào nhậm chức ở kinh đô Phú Xuân. Từ đó cùng với đà thăng tiến trên quan trường, ông cũng có một số lần đi sứ sang Trung Quốc vào năm 1813. Năm 1814, đi sứ về, Nguyễn Du lại được thăng lễ bộ hữu tham tri, tổng nhị phẩm. Ngay từ khi triều Nguyễn mới lập, có rất nhiều trận dịch bệnh lớn nhỏ nổ ra ở Quảng Ngãi, Bình Hòa, Hải Dương, Phú Yên khi tràn đến Hưng Yên, Sơn Tây, Nghệ An, Nam Định, Hà Nội. Mỗi đợt dịch bệnh, ít thì chết vài ngàn người, nhiều thì lên đến vài vạn. Trong năm đầu Minh Mệnh làm vua, tức năm 1820, hai tin dịch lệ phát ra từ Hà Tiên, tức Kiên Giang, lan tới Bắc Hà. Vua đã tổ chức cầu đảo và tự trách phạt mình, mong làm dịu cơn quốc nạn. Tuy nhiên, dịch bệnh đã hoành hành khắp nơi và len lỏi vào trong kinh thành. Nguyễn Du khi ấy đang là quan đại thần, chuẩn bị nhận công việc là đi sứ sang nhà Thanh để báo tang và xin sắc phong. Tuy nhiên, ông đã không thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Ông mất vào ngày 16 tháng 9 năm 1820 ở tuổi 54. 4 năm sau, di hài của ông được đưa về quê nhà làng Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh. Khi nghe tin ông qua đời, vua Minh Mạng đã tỏ ra rất tiếc nuối. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên like, ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nha các bạn. Bất tử cùng Thiên Tuyệt Bút Truyện Kiều. Dù mang tiếng sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, nhưng do những biến động thời cuộc, Nguyễn Du từ một người mang tư tưởng lập công danh đã trở nên thờ ơ với bước đường quan chức. Từ một nhà quý tộc, ông trở thành một nhà nhân đạo chủ nghĩa, đồng tình sâu sắc với mọi kiếp người bất hạnh trên thế gian, nhà văn có cảm hứng hiện thực chủ nghĩa, thấy được sự bất công tàn bạo của xã hội phong kiến và lên án, tố cáo tội ác của nó. Với các bài thơ chữ Hán, Nguyễn Du cho thấy phần sâu kín trong tâm trạng,
Nó như một thứ nhật ký giải bày mọi nỗi niềm, mọi ý nghĩ trong cảnh sống thường nhật của chính ông với các cuốn Thanh Hiên Thi Tập, viết trong khoảng năm 1785-1802, Nam Trung Tạp Ngâm 1805-1812 và Bắc Hành Tạp Lục 1813-1814. Giọng thơ nhìn chung đều mang màu sắc u trầm, thâm thía, đầy cảm xúc nội tâm khi luận bàn nhân tâm thế sự và xót thương thân phận. Nhưng những thành tựu thơ Hán cùng biết bao bài thơ diễn nôm khác của Đại Thi Hào đều đã bị lu mờ bởi một tác phẩm của chính ông. Một tác phẩm mà đến nay vẫn còn làm tốn hao bao giấy mực của người đời, đó chính là Truyện Kiều. Thậm chí, học giả Phạm Quỳnh thời Pháp thuộc còn tuyên bố tác phẩm đó đã trở thành quốc hồn, quốc túy, đại diện cho cả một nền văn học, văn hóa, lịch sử dân tộc. Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, nước ta còn. Truyện Kiều vốn có nguyên tác là tác phẩm Kim Vân Kiều của nhà văn Thanh Tâm Tài Nhân bên Trung Quốc, có khả năng được sáng tác vào những ngày Nguyễn Du sống ở quê vợ Thái Bình năm 1786 tới năm 1796, được sửa chữa, hoàn thiện dần dần cho đến trước khi Gia Long lên ngôi tức năm 1802, sau đó được sao chép, khắc in, lưu truyền, tạo thành các dị bản khác nhau. Mặc dù nguyên bản đến nay không còn, nhưng theo nghiên cứu thì trên 90% văn bản của Nguyễn Du vẫn còn bảo lưu, phần sai khác còn lại có thể dần dần khôi phục. Như thế, giá trị văn bản Truyện Kiều của Nguyễn Du đến nay căn bản vẫn còn khá nguyên vẹn và ta hoàn toàn có cơ sở để đánh giá đúng sáng tạo của Đại Thi Hào. Truyện Kiều là tiếng khóc lớn cho số phận con người. Ông không chỉ khóc cho những kẻ tài hoa bạc mệnh mà khóc cho những khát vọng hạnh phúc lứa đôi, ước mơ tự do công lý, cho phẩm chất trong trắng bị chà đạp tàn bạo dưới thế lực đen tối. Nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã khái quát, cùng với cách kể chuyện mới, Nguyễn Du đổi mới toàn bộ ngôn ngữ kể chuyện, sử dụng rộng rãi các hình thức độc thoại nội tâm, lời nửa trực tiếp, đồng thời sử dụng tiếng Việt một cách tài tình. Ngay khi mới ra đời, các nhà nho đương thời và thậm chí là nhiều học giả sau này đã tranh cãi về cách hiểu và cảm tác Truyện Kiều. Người khen thì đánh giá Truyện Kiều là thiên tuyệt bút có con mắt nhìn xuyên sáu cõi, có tấm lòng nghĩ suốt đến nghìn đời. Tuy nhiên, người chê cũng không phải ít. Tương truyền, vua Tự Đức khi đọc Truyện Kiều đã không thể chấp nhận nổi tư tưởng chống đối chế độ ẩn hiện trong đó. Lúc đọc tới đoạn Từ Hải xuất hiện có câu chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Vua tức giận, quát cận thần, đòi đưa Nguyễn Du tới nọc ra đánh đòn. Tuy nhiên, Tự Đức lên ngôi vào năm 1847, trong khi Nguyễn Du đã qua đời trước đó 27 năm. Nhiều nhà nho như Nguyễn Công Trứ, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng còn có nhiều từ ngữ nặng nề về tác phẩm tới mức dân gian một thời có câu đàn bà chớ kể Thúy Vân Thúy Kiều là vì vậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Truyện Kiều là tập đại thành của văn học Việt Nam, kết tinh những tư tưởng sâu sắc nhất về con người, về cuộc đời, tổng hợp những tinh hoa đẹp đẽ nhất của nghệ thuật kể chuyện, nghệ thuật thơ ca, nghệ thuật kịch, là sự kết hợp tài tình, nghệ thuật kể chuyện, nghệ thuật thơ ca cổ điển của Trung Hoa và nghệ thuật Việt Nam, làm thành một đỉnh cao chói lọi trong văn học dân tộc. Thành tựu ấy chỉ có bậc Đại Thi Hào mới thực hiện được, mà những bí mật của nó sẽ còn là đề tài nghiên cứu không bao giờ cạn. Niềm tự hào Truyện Kiều không dừng lại ở đó. Tại miền Nghệ Tĩnh, quê của Nguyễn Du, biết bao trò diễn, đố thơ, lấy cảm hứng từ Truyện Kiều. Dân gian gọi là đố kiều, lật kiều, cứ thế ra đời, làm cho miền đất vốn đã nổi danh văn hiến, lại càng thêm giàu truyền thống và niềm tự hào. Lẩy Kiều, một thủ pháp văn chương với phương thức dùng một câu trong Truyện Kiều để nêu bật tư tưởng của cá nhân trước một sự việc có liên quan, thậm chí còn vượt biên tới tận đất Mỹ. Vào năm 2015, trong bữa tiệc chia tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc bài diễn văn đã đọc tặng hai câu trong Truyện Kiều bằng tiếng Anh nghĩa là trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời. Hiện nay, Truyện Kiều đã được dịch hơn 20 thứ tiếng trên toàn thế giới. Nhà thơ phong tình. Hồi còn là học trò, Nguyễn Du ở với cha tại Thăng Long. Thời gian này, Nguyễn Du theo học với cụ Đồ họ Lê bên Gia Lâm, ngày ngày phải đi đò qua sông Nhị. Người lái đò là một cô gái thôn quê nhưng xinh xắn và ăn nói có duyên nên đã lọt vào mắt xanh của ông. Tuy nhiên hai người không đến được với nhau vì Nguyễn Du là con nhà quan, còn cô gái xuất thân bình dân, không môn đăng hộ đối.
Câu chuyện này sau đó được ông tự tay chép trong một bản thảo có nhan đề Mối tình hận của tôi. Quen thuộc hơn cả là giai thoại kể về mối tình của Nguyễn Du với bà chúa thơ Nôm. Câu chuyện có lẽ bắt nguồn từ một bài thơ trong tập Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương. Bài thơ có tên chữ Hán, cảm cựu kiêm trình, cần tránh học sĩ Nguyễn Hầu, nghĩa là nhớ bạn cũ, viết gửi cần tránh học sĩ Nguyễn Hầu. Dưới tên bài thơ còn ghi chú, Hầu Nghi Xuân tiên điển nhân. Nguyễn Hầu ở đây chính là Nguyễn Du. Năm 1805, ông được phong Du Đức Hầu. Đến năm 1813, được thăng cần tránh học sĩ xung chánh sứ sang nhà Thanh. Bài thơ được Hồ Xuân Hương viết năm 1813, năm Nguyễn Du được phong làm cần tránh học sĩ. Về phía Nguyễn Du, không có bất cứ tác phẩm nào ông nhắc tới tình cảm với Hồ Xuân Hương. Trong những lần Nguyễn Du qua lại Thăng Long, Thi Hào có để lại bài thơ Long Thành cầm giả ca, cảm thương tiếng đàn, nhan sắc của người con gái đất Thăng Long. Có nhiều người cho rằng nhân vật cô gái trong bài thơ là Hồ Xuân Hương. Nhưng nhiều người, trong đó có nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo khẳng định Hồ Xuân Hương không phải nhân vật trong Long Thành cầm giả ca bởi bà chúa thơ Nôm không phải là kỹ nữ. Theo Nguyễn Trọng Tạo, Hồ Xuân Hương chính là nhân vật trong bài thơ Mộng Đắc Thái Liên, Mộng Thấy Hoa Sen của Nguyễn Du. Căn cứ vào những câu thơ trong bài Hái, hái sen hồ Tây, sáng nay đi hái sen nên mới hẹn cô láng giềng xóm đông, khiến nhiều người cho rằng Nguyễn Du và Xuân Hương là hàng xóm của nhau, nảy sinh tình cảm qua lại trong 3 năm. Sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu sang, nhưng những biến cố lịch sử đã vô tình đẩy Nguyễn Du vào vòng xoáy lưu lạc tha hương và sống cuộc sống của một người bình thường. Ông nhìn đời bằng con mắt của một người từng trải qua giông tố, và do đó tác phẩm của ông cũng đạt được chiều sâu hiếm có so với những tác phẩm của văn học Việt Nam trung đại. Vào năm 1965, ông được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.